Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiến Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dự án Aerobe có tên là Pronescoin. Các bạn đăng ký thì các bạn sẽ nhận được cái đồng coin của nó. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký nhé. Các bạn điền đầy đủ thông tin này: first name, last name này, username, email, sau đây các bạn điền địa chỉ ví ERC20 đây cho mình nhé. Các bạn copy ví ERC20, sau đấy paste vào và các bạn điền mật khẩu này, các bạn nhập lại mật khẩu cho mình. Sau đây các bạn tích vào đồng ý với các điều khoản dịch vụ và các bạn nhấn register cho mình nhé. Ok, thì tài khoản của chúng ta đã tạo thành công và các bạn có thể xem là cái token của chúng ta nhận được ở đâu. Các bạn ấn vào phần Aerobe cho mình này. Đấy, nó sẽ có cái nhiệm vụ để chúng ta có thể làm. Các bạn có thể thấy là đầu tiên là join vào nhóm Telegram. Các bạn join vào. Tiếp theo là channel Telegram. Tiếp theo là channel Telegram, các bạn cũng join vào cho mình nhé. Đấy, các bạn join vào channel Telegram. Tiếp theo nữa là các bạn follow trang Twitter thứ nhất của nó. Đây chính là trang Twitter của nó này. Các bạn nhấn follow. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ like và share bài viết đã ghim ở trên trang Facebook. Ok, cái này thì mình sẽ dùng một nick Facebook phụ để mình like và share. Ok, các bạn truy cập vào Facebook của nó. Các bạn nhấn like cái page của nó này. Mạng hơi chậm một chút nha các bạn. Ok, sau khi mà nhấn like rồi các bạn nhấn share bài viết đã ghim. Bài viết đã ghim các bạn để ý này, đây là bài viết đã ghim nhá. Các bạn nhấn thích này và chia sẻ về trang cá nhân của các bạn cũng được. Ok, sau đấy thì các bạn tiếp tục ấn vào phần follow on Redix. Các bạn sẽ theo dõi cái trang Redix của nó nha. Các bạn nhấn vào follow cho mình. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ follow Instagram. Các bạn nhấn vào phần theo dõi Instagram. Sau đấy các bạn ở đây, get link này, check cho sau khi hoàn thành, check cho balance. Ở đây thì không có thông tin gì để chúng ta có thể để hoàn thành à. Check cho balance, các bạn ấn vào phần balance cho mình xem nào. Ok, ở đây thì các bạn có thể thấy là số dư đang là 0.012 PNC. Hy vọng là giá trị của nó sẽ rất là cao bởi vì số lượng token của chúng ta nhận được rất là ít. Và ngoài ra thì các bạn có thể vào phần Start Aerobe này, các bạn sẽ copy cái đường link giới thiệu đây. Đây chính là đường link giới thiệu của bạn. Các bạn thể giới thiệu thêm bạn bè và những người đăng ký sử dụng khác, các bạn sẽ nhận được 0.004 PNC cho một lượt giới thiệu. Hy vọng đây sẽ là một cái chương trình Aerobe chất lượng và uy tín để chúng ta có thể nhận được thật nhiều coin, thật nhiều tiền. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiến Sư Phụ nhé. Hãy nhớ để lại một đăng ký, một like, comment chia sẻ kiến đóng góp của bạn để giúp cho channel phát triển hơn nữa. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.